Trân Như Mến chào các khán giả. Thưa quý vị, đề phòng thế lực muốn xóa bỏ điều 4 hiến pháp. Đó là lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm 28 tháng 9 vừa qua khi ông trao đổi với cử tri hai quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm về vấn đề tên nước trong dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992. Ông cho hay ông được biết tuyệt đại đa số người dân đồng ý với tên gọi hiện nay, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông cho rằng đây là một bước tiến, Việt Nam đang đi lên chủ nghĩa xã hội chứ không dừng ở cuộc cách mạng dân chủ dân tộc. Song cũng phải phòng khả năng thế lực xấu bên ngoài lợi dụng đổi tên nước để làm việc khác, cũng như muốn bỏ điều 4, vai trò lãnh đạo của Đảng. Nhưng có vẻ không phải tuyệt đại đa số người dân trong nước có cùng chung ý tưởng. Lướt qua những bình luận trên các trang mạng xã hội, nhiều ý kiến trái chiều về sự việc đã được người dân nêu lên như Nick Hoàng. Đảng mình lúc nào cũng lo sợ phập phồng, nào là diễn biến hòa bình, nào thế lực thù địch. Đảng mình hãy nhìn cho kỹ, ai dùng viện trợ, dùng tiền vay mượn World Bank bỏ túi riêng, phá tan hoang nền kinh tế đất nước này để con cháu nhiều đời trả nợ. Kẻ đó mới chính là thế lực thù địch. Không xử được bọn đó mà cứ chĩa mũi dùi vào mấy người bất đồng chính kiến. Họ không bất đồng sao được khi mấy ông cứ làm những điều không đúng. Xử tham quan thì dây dưa đến mức bọn chúng thừa thời giờ tẩu tán tài sản, đưa con cái ra nước ngoài hết. Xử dân thì a lasso, nhào vô túm đánh, không tội thành có tội. Thà nôi không chính danh, ách có lúc lụi tàn. Lịch sử đã minh chứng điều đó. Hoặc Nick Dân Việt cho rằng tiếp tục giữ điều 4 hiến pháp là đang dẫn dắt đất nước đi xuống thêm lạc hậu. Độc đảng là độc tài, không thể có dân chủ. Chế độ Cộng sản hiện nay là chế độ quân chủ trá hình, cha truyền con nối. Chủ nghĩa Mác đã lỗi thời, đã bị chôn vùi từ lâu, vậy mà cứ bắt chước Trung Quốc để bè phái tham nhũng, làm giàu trên xương máu nhân dân Việt Nam. Đất nước ngày càng lạc hậu, kinh tế ngày một đi xuống, tập đoàn nhà nước tham nhũng nhiều nghìn tỷ. Hãy bỏ ngay điều 4, thì dân Việt Nam mới có quyền tự do dân chủ. Nick người góp ý cũng cho rằng, ông Trọng cũng như ông Chiết đều là những người sáng suốt vì biết rằng tương lai của Đảng cũng như chính bản thân không có gì sáng sủa. Theo tâm lý học, cái gì mà người ta hô hào ví dụ chống tham nhũng hay phải đoàn kết, đó là lúc đã đến thời kỳ vụ việc trở nên trầm trọng, hết thuốc chữa. Đảng chính tự thân cũng biết rằng không thể ăn trên ngồi trước mãi được, nên đề phòng là trước thứ 36 để tồn tại ngày nào hay ngày ấy. Do đó, nhân dân mới hiểu tại sao nhóm nào lên cũng lo vơ vét, xây dựng khủng. Chắc những vụ này không lừa dối được nhân dân ở thế kỷ 21 này. Và sau cùng, Nick Hải Châu thì có vẻ đồng ý giữ điều 4 nhưng buộc đảng phải diễn đạt chính xác. Giữ điều 4 trong hiến pháp nhưng phải diễn đạt chính xác, đảng lãnh đạo mà không làm thay nhà nước, không đứng trên pháp luật. Tổ chức đảng và đảng viên phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật chứ không thể hình thành một siêu đảng cấp bất khả xâm phạm nếu không có ý kiến của đảng. Khi đảng có khuyết nhược điểm, phải thật sự cầu thị, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Khi đảng viên mất tín nhiệm thì cũng phải bị đánh giá như một công chức sai lầm khác. Thưa quý vị, để tìm hiểu thêm về đề tài này, qua Sky Video, chúng tôi có sự góp mặt của blogger Mẹ Nấm, một nhà đấu tranh cho dân chủ và cho quyền con người tại Việt Nam. Dạ vâng, xin gửi chào đến chị ạ. Thưa chị, theo như lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì đại đa số người dân đồng ý giữ tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên cái điều này thì dường như không đúng với cái thực tế, vì có rất là nhiều người dân muốn lấy lại tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Xin chị cho biết vì sao người dân lại có cái xu hướng này ạ? Thứ nhất là mình có hai cái luồng thông tin khác nhau từ cái phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng ngay liền sau đó trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh thì lại có là một gần như là một nửa bộ phận dân chúng không biết đến chuyện sửa đổi hiến pháp. Cái này nó đã phản ánh cái thực tế rất là đôi khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở cái cương vị của ông có vẻ là quá lạc quan về cái việc sửa đổi hiến pháp. Hay nói đúng hơn là cái việc kêu gọi sửa đổi hiến pháp nó chỉ là một cái trò diễn. Thì khi người ta đã biết là cái đó là diễn thì không cần quan tâm đến phản ứng của những người xung quanh nhiều. Cái thứ hai mà tôi nghĩ rằng là cái chuyện sửa đổi tên nước thì cái rõ ràng nhất mà ông Trọng phải nhận thấy đó là có một cái kiến nghị. Trong đó nó có đề nghị đến cái việc là đổi tên nước hay là không đổi tên nước thì không thể nào nói là phần dân chúng đều đồng ý với cái việc giữ tên nguyên tên nước. Nói như vậy tức là
từ đảng bày ra trò sửa đổi hiến pháp và từ đảng phủ nhận hết mọi ý kiến khác. Thưa chị, phải chăng cái vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc dẫn dắt Việt Nam thành một nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa nó không còn phù hợp với cái nguyện vọng của người dân nữa, cho nên là mới dẫn đến cái xu hướng là muốn thay đổi, bỏ cái điều 4 hiến pháp. Chị có nghĩ là như vậy hay không ạ? Thực tế thì hầu như là những người quan tâm họ đều biết là cái vai trò của Đảng Cộng sản hiện nay nó không giống như những cái gì nó kêu gọi từ những cái ngày đầu thành lập Đảng, cứ là hướng đi và cả những cái bước dẫn dắt về mặt kinh tế, chính trị và xã hội đối với đất nước Việt Nam hiện nay. Cho nên việc mình nói hồi lúc nãy mà Trân Như có nói rằng là vai trò của Đảng Cộng sản thì thực tế là vai trò của Đảng Cộng sản nếu cho người dân bình thường phát biểu thì có lẽ là nó sẽ rõ hơn qua những cái bài phát biểu của ông Trọng. Mình thì mình không nghĩ rằng là có thể phủ nhận vai trò của Đảng Cộng sản trong thời điểm này, nhưng mà trên thực tế là với cái xu hướng hội nhập hiện nay thì việc Đảng Cộng sản độc quyền trong vai trò lãnh đạo dẫn dắt và tạo ra quá nhiều sai lầm đối với tương lai của dân tộc thì buộc người ta phải đặt câu hỏi về cái vai trò và tính thực tiễn của Đảng Cộng sản. Phải có đối thủ và có sự cạnh tranh thì mấy đại đảng Cộng sản mới làm tốt hơn hiện tại bây giờ. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn blog của Mẹ Nấm rất nhiều đã dành cho tôi cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thưa quý vị, vừa rồi là ý kiến của blog của Mẹ Nấm về lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về vấn đề đề phòng thế lực muốn xóa bỏ điều 4 hiến pháp. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý vị qua email hoặc qua số điện thoại dưới đây. Mong được quý vị trở lại vào chương trình kỳ sau. Xin chào tạm biệt quý vị.